Ok, hôm nay anh em, hôm nay để tiếp tục một con game mới. Con này có tên là Blockbuster hả? Blockbuster hả? Cái tên nghe có vẻ khá kỳ lạ nha. Cái từ này nó không có ý nghĩa gì cả. Đây, Bloodventure. Blockbuster. Đây là một con game mà thể loại co-op phiêu lưu thế giới mở. Anh em mà có bạn bè thì có thể rủ qua co-op này. Game chỉ đang ở giai đoạn early access thôi. Đã ra mắt thì vào gần đúng một năm vào năm ngoái nè. Bếp gửi kia cho tôi thì có bảo là sắp review phiên bản 1.0 rồi. Nên không biết là khi nào thôi. Vẫn có cái artwork nha. Dễ nhì tại game ta up artwork nè. Rồi đây đây đây. Phiên bản update hiện tại là 0.99 rồi. Nên chắc là lên 1.0 là cũng nhanh nữa. Cũng gần như lên 1.0 thiệt rồi. Đó. Thời gian đi update kéo dài khoảng 1 năm thì tầm 12, tháng 12 năm ngoái đến tháng 12 năm nay. Thì coi như là cũng gần năm rồi đó. Đẹp cũng giữ đúng lời hứa ha. Thể loại có những rất nhiều thể loại luôn. Co-op, Early Access, Single Layer, Indie, Action. Thực ra là anh em để hai cái thẻ này lên cái đầu tiên á, thì nó hơi khó anh em đó. Cái thẻ mà Action Advance này, thì nó rất là ngon luôn. Có Open World, đây có luôn. Những cái thẻ đắt tiền là một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Gấp tinh với mà bui đinh đầu là cũng rất ăn tiền nha, nên ưu tiên năm cái thẻ đó nằm trên này thay vì những cái thẻ này. Rồi coi thử cái trailer, lúc nhìn trên xuống cũng có mà cách khiêu trông rất là indie đơn giản luôn. Bốn thợ săn kho báu coi, nói chung là mình có thể co-op 1 đến 4 người chơi, không chừng là cái cốt truyện nó liên quan đến số người chơi nữa. Đây hệ thống xây dựng nha, trông rất ổn áp đó. Có luôn cưỡi ngựa, không biết có mà bắt hay là nuôi thú không, hay là có trồng cây hay gì không. Game này có bạn bè chơi nó mới thú vị, chứ chơi mình lang thang thì cũng hơi đuối thiệt á. Chiêu thức thì không quá nhiều effect hay hiệu ứng màu mè, chứ nó đơn giản và dễ dành thôi. Một chấm phong khui video nào. Làm sao để chỉnh thành tiếng Anh bạn nhỉ? Nhưng bị dính vào cái đánh giá mới xịt. Do cái lối chơi nó về sau lặp đi lặp lại. Cũng đang hỏi con game nào vậy ta? Chịu, cái đó chịu. Con game này tôi chơi bản PC, không chắc hỏi bản mobile rồi. Đây, phiên bản 0.99. Đây là cái bản update cuối cùng của cái Lost Venture này trước khi review phiên bản 1.0 vào tháng 12 sắp tới. Early Access thì đã hoàn thiện và rất cảm ơn những người đã hỗ trợ tôi. Thì bây giờ tôi chơi con game này là vẫn Early Access nha. Rồi, đó, vô thử game này. Cái game sành ở đây. Chapton vi sinh lên mà nó vẫn giật giật ta. Tôi đắc thử cái vi sinh luôn anh. Nó có cái lock farm ghép sẵn đây nè. Nó lâu lâu vẫn có hiện tượng góp rất nhiều, nên chắc để cửa sổ cho lành. Trông có vẻ là tạm ổn đó, cái viền trắng ở trên này nó hơi dày nữa. Radio giảm xuống tí.
SDZ. SDZ hả? Ngôn ngữ có rất nhiều ngôn ngữ luôn, nhưng đáng tiếc là chỉ có tiếng Việt của chúng ta. Thôi, vô game được rồi. Đây là nhân vật của chúng ta đó hả? À, nam với nữ đây đó. Xấu lắm. Có một màu đỏ không ta? Giống Gatot. Không có quay qua quay lại được ta. À có nè. Rồi tóc tai bình thường thôi. Bán diện nhân đi. Rồi lông mày cắt đường. Rồi khỏi gọc. Da vàng. Mày xếp. I'm starting to think this lodestone doesn't exist. Tôi bắt đầu nghĩ cái hòn đá lò đê nó là không có tồn tại đâu. I was telling you all from the beginning. Looking for this non-existent stone. Nó là một cái trình thiết kể khi bắt đầu rồi. Tôi đã nói với các bạn bạn là trước khi bắt đầu cái chuyến hành trình này. What are we going to do? We are từ từ searching thôi. Endlessly, completely lost and low on supplies. We should be looking for a way back, a way out. Enough whining. We are called the famous Four's treasure hunters for a reason. And I am not going to. Gọi chúng ta là bốn thợ săn kho báu nổi tiếng nhất thì đều có lý do cả. Nhóm bốn người này đi tìm một hòn đá có tên là lò đê vậy đó. Một số thì bắt đầu muốn quay về rồi. Còn một số thì vẫn là muốn tiếp tục đi tiếp thôi. Đi đến cuối chặng đường luôn. I'm done listening. I trusted you in the beginning, but your obsession and greed with this stone is enough. I call for a vote. Bắt đầu bỏ phiếu. We should search for a way out. I'm in. I'm not in. We need to find this stone. Looks like we are not going anywhere. We will go down in history and become the richest treasure hunters alive with this. Này muốn ghi tên vào cái mà sử sách, một trong những thợ săn kho báu đầu tiên tìm được cái đó. You can't make us stay. We will leave with or without you at dawn. Hai trên này nó muốn về, còn hai dưới này thì muốn tiếp tục. You can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận mà bạn không thể từ chối. Cái ông này ổng kiên quyết như vậy, cái ông có giọng già nhất á, là có khả năng là ổng điều tỉnh có được cái gì đó. Ủa, à chọn như nhân vật này có khả năng ổng biết được cái điều bí mật gì đó hay là bí ẩn gì đó, ổng mới tiếp tục cái chuyến hành trình thôi, lại còn đảm bảo cho con nhỏ kia đó. Về mai quần áo ơi tới đâu. Thu nhập được 7 quật, đấm vô quật, đừng nói đấm vô đá luôn nghe không? Bạn có thể đấm vào cây và đá để thu hoạch nó. Ôi vãi. Thợ săn kho báu mà đấm đá. Em mà Tom Raider nhìn mà học nha. Injector cũng gì luôn. Fiber thì là cỏ rồi. Nhưng mà cỏ hái đâu? Rồi, camera rồi. Không tắt đi được hả? Không có nút chạy nhanh luôn nha. Cái HUD này nó cũng hơi lớn nè. À. Ủa sao không hiện ra đi. Gấp một cái matchstick này. Gấp sao? Bui một cái liều. À B. Chưa đủ tài nguyên gì cả. Lấy hết gỗ trong khu này trước cái đi. Gấp bấm vô đâu gấp ta? Đây. Gấp đồ đơn giản bằng tay á, thì bấm phím H để vô được đây lấy đồ để gấp.
Đây là cây rìu của mình, một cây. Phích A là cây để đập đá. Ok. Đây là cây kiếm, 14 đá, 14 cái mảnh gỗ. Tiếp theo là cái đèn, đèn đây. 8. Nhấn B phải không? B là coi đồ, không phải, B là bui. Rồi làm sao để đặt đồ vô đây ta? Táp táp. 1, 2. Mình xài đúng công cụ á thì mình khai thác được cái hiệu quả nó nhiều hơn. Gì đó? Cái gì? Q-phone, Q-phone. Mình có 2 điểm. Cái này độ bền thôi. Cái này độ đói. Áo. Thời gian ngủ, nói chung là mấy cái này không ngon. Cua cá à? Thôi thôi thôi, mấy cái điểm này tài nguyên của mình. Mới sống được. Thiếu đá nè, đá đập lên đây lấy ngục ta. Không. Chùi lủi cái khu này à. Rồi, không cần giới hạn FPS hết đâu. Gỗ thì mình có hơi bị nhiều rồi đó. Bây giờ đi kiếm đá thôi. Nó có cái chấm vàng trên bản đồ là sao ta? Ê, 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 ê. Đá đây. Chế được kiếm thì mình mới bắt đầu đi bê mấy con đó được. Mười đá nữa là đúng. Cái lồng đèn. Tháp. À, mình có thể trang bị cái lồng đèn vô đây. Cái này là nhẫn, cái này ba lô, cái này là mũi tên. Đam mình 6 đến 9. Hiệu ứng hồi máu 0.2, stamina là 1. Lộn đồ rồi, ừ, cắm này mới đúng. Lên đường cấp nữa nè. Thiên nhiên tươi tốt quá ha. Mà không thấy cục đá nào để đập lên sao?
Có kiếm thì chắc là chúng ta đi bèm thịt heo thôi. Ok. Này là cái gì? Vẫn là cái vũ khí thôi, nhưng mà phải có miếng da. Này là cần câu cá. Cái này là một bó gì ta? Hồi nãy là mấy con heo nó nằm có hình cái kiếm nè, nên đi hướng đông nam luôn đi. Trời bắt đầu tối rồi đó. Bây giờ xây một cái lều. Cái lều. Đây cái lều đây. Mà chưa được chọn cái chỗ đẹp để xây cái bay đó. Nhân vật mình nó đi chậm chậm sao thôi. Đây, chỗ này rất đẹp nè, phong thủy rồi nè. Rồi, chúng ta cắm trại đây đi. Đèn lên. Bây giờ B xây cái liều. Ủa sao không ngủ đi cho tới sáng ai? Có gì ngoài đó kìa. Cho người này nó màu đỏ ta. Chạy. Được cái cục gì đỏ đỏ vậy ta? Thiếu gỗ hả? Cái này khi đánh mà nó vừa đánh nó vừa không có di chuyển được nha. Khá là bất tiện luôn. Khổ vô. Trên là gì? Cái gì ra cái gì nó mới lên được ta? Thường đốt ba cái cam phai thì chỉ cần bỏ gỗ vô thôi chứ. Hay là phải bỏ thịt vô nữa? Bỏ thịt vô nướng nó mới ra cái đó. Này là cái quái gì? Sắc dụng thôi. Nói chung vẫn là ghét.
gừng nha. Trời ơi, nó đánh ghê vậy. Thôi 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 thôi. Rồi, có thịt có da rồi. Cái màu vàng mới là mấy con heo, còn mấy màu đỏ là người á. Tốt nhất đừng có chọc vô cái bọn hung mạnh đó. Không biết tại sao mình ở trên hòn đảo này mà nó chi đuổi mình gắt hết. Chắc sang đường con nữa. Rồi chết luôn. Trở thành hồ mồn ma. Mất 15% cái trang bị của mình. Ủa nãy mình đâu gần đây mà ta. Thanh niên đi săn heo mà chết. Ủa? À, múc cái này lắm. Ừ, đi xa phết á. Biết lên gấp rồi nè. Không tăng được điểm. Đây là cái bay của mình. Cái đền thờ á, cái đền thờ nãy là nó hình cái gì ta? Ừ, nó có cây kìa. Nó có là 1, 2, 3 thằng đánh. 3 thằng mình đánh được. Đánh được thôi chứ không có đánh thắng nha. Chỉ là đánh được thôi. Đó, trời sáng luôn rồi. Mày hả lợn, mày hả con lợn chưa? Rồi về xây nhà, bắt đầu quá trình chặt củi đốn cây đây. Chắc là xây cái trước cái nhà gỗ. Đường dầm gỗ rồi, nó lên cái thành tựu luôn. Cái cục này là cái gì ta? Cái trắng trắng nè. Đi lên coi thử cái không? Bot à? Ê, mấy này mắc tinh quá vậy.
trong góc độ luôn đó. Đi cho nhanh trước cái đã, chứ lề đề đù đù kiểu này đã chết. Bây giờ xây cái sàn gỗ nguyên cái khu này luôn ha, dọn dọn cho nó chấm chóng thế. Trời, 6 gỗ hả? Ủa gỗ mình nhiều lắm mà. Mười chín thì đủ 6 miếng nữa. Rồi ok, 9 gỗ trời ơi. Chín gỗ tiếp, chặt hết cái khu rừng quá hả? Khiêu chặt gỗ rồi, đây. Đã được cái ga ba nè. Mình bị buồn ngủ cấp độ 1 hả? À, đói nhanh hơn. Ba cây này xử luôn đi. Đó, bỏ thịt vô nướng được nè. Lâu lắm. Ủa?
Nghe chưa ta? Cửa nó theo hướng nào vậy? À, cửa hai chiều cũng được. Phải có thủy tinh mới xài được cái kia. Không, xài gỗ thôi. Bây giờ cái giường thiếu nhiều nguyên liệu lắm thì chưa được đâu. Đi kiếm gỗ tiếp. Chặt vô lũi khu rừng mà cái nhà mới được bao nhiêu đó. Ủa, thịt của mình nó sao ta? À, gỗ của mình ở đây, hồi nãy bỏ hết vô đây, hàng gì không có. Này sao chia gỗ rồi được? Rồi ok, nhà này vẫn chưa có nóc nha. Bên trong bên ngoài thì nó đều như nhau cả. Ủa, nhà này hình như không cần cái trần nhà phải không? Nó đâu có cái trần nhà nào đâu. Nếu vậy thì sao xây tầng trên được? Một vài cái vật dụng thì chỉ có thể xây được trong nhà, một vài cái vật dụng thì có thể xây được ở ngoài. Chế nhà không ta? Cái liều thì không đem đi được. Rồi ok. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là 32 gỗ. 32 gỗ phải
Rồi đi ngủ chúng đã. Ngủ mà mình phải chờ nữa hả ta? Coi, ngủ phê chưa? Ngủ phê rồi thức dậy. Thôi, nhìn con boss đó thấy sợ quá. Đi thịt mấy con heo nữa, kiếm đồ mới được. Trời, nãy giờ quên rút kiếm ra. Đánh xong rồi nó mới rút. Có khi bị heo giết nữa, làm cách nào để hồi máu ta? Đi ngủ hồi máu không? Xây nhà xong mà phải vô rừng ngủ liều. Anh em thấy cuộc sống nó khắc nghiệt không? Đi ngủ thì không có ăn được. Nó chỉ hồi được có một máu thôi. Anh có led. Bây giờ mình đi kiếm cái danh ở đâu ta? Đi xuống cái bãi này đánh mấy này trước cái đó. Hey, solo 1-1 nha. 1-1 thôi. Ra đâu có chia ra được hết đó.
0.21 máu mỗi giây là 5 giây là hồi được 1 máu. Vậy là 60 máu của mình là 300 giây. Nghỉ ngơi thoải mái thì được tăng thêm cái điểm tốc độ di chuyển lên 5.0. Rồi. Vậy được rồi. Vậy. Hình nó bắn hụt. Nó bắn hụt khác đó là chiến sinh luôn rồi. Ủa mình lút được cái gì giống cái chết đó vậy? Chết đó vậy? Nhà nó đẹp quá nè, vô đây luôn đi. Giờ đánh heo lên quảng chết nữa. Ba lô đầy rồi. Được cái củ khoai tây. Da để trong người đi. Than. Hạt giống của cái gì đó. Cái này mà để đi nó vướng là vô lý nè. Cái chấm này nè. Ở đây nó ghét bao lại hai thằng đó nè. Trời ơi, còn đúng chấm máu, đi ngủ luôn.
À đây mấy cái cổ ngữ của mình đây. Cái gì, cái liệu mà hỏng ấy. Nó có độ bền nữa nè nghe. Cái kiếm của mình nó gần gãy rồi nè. Bây giờ đi kiếm cái like đó ở đâu ta? Trên này vẫn là mấy con heo rừng thôi. Cái gì đây, cái gì đây? Người xài sao? Đi đâu đây? Ấy ai ai ai. Cái này là cái gì đó, nhìn có vẻ mới mẻ à. Cái lá hồi máu. Nãy của mình nướng nó đâu hết đây? Trời ơi, đống cỏ, đống cây gì á. Cái này dạng như cái đinh gần thôi.
Đấy. Trời, nó đánh mình cái thằng mấy máu. Kiếm gãy nữa chứ. Bình tĩnh. Bình tĩnh vô ly bia. Mình không có gỗ trong này nữa. Làm tạm một cái liều. Liều không đủ rồi. Cây ở bên này nó hồi lại nè. Ủa đâu? Nó có hồi đâu, nó hiển thị gì thôi. Đồ lừa đảo. Phải đầy máu mới đánh nổi con gấu đó. Bơi bơ hả? Gần đây có bụi cỏ nào không? Đây 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 đây. Đồ phải kéo thả vô nữa chứ.
Gỗ nhỏ với gỗ cháy. Rồi đi luôn đi, tốn thời gian. Vãi, nó ghét bão ra gì. Không đủ sức đi cái đỉnh gần này ta. Hồi nãy mỗi lần từng con thì nó nhanh hơn. Làm lại. Phải đầy máu mới được. Đầy máu và giữ máu nữa. Rồi đi ngủ thôi anh em ơi. Rồi uống cà phê tranh thủ. Ừ, cái này để trồng cây nè mà chưa có đầy đủ nguyên liệu đâu. Thôi đợt này đi cẩn thận ha, lần từng con thôi nha. À không, nó không có ghét bao. Không biết bao thì đơn giản rồi. Kìa, mới nói xong. Lũ đạn vào nó chứ. Dạ. Trời, không đâu hết. Mất 15% đi. Làm lại cây cứu. Đừng có hồi máu nha gấu.
rồi, nó hồi đầy đủ máu luôn. Mày thì bố láo, được có hai cục thịt mà nó bắt khổ gì đó à? Trời ơi, được cái nhật ký hành trình gì đó. Đây nè, hang động nè. Con tàu của tôi đã bị phá hủy vào 62 đêm trước. Tôi không biết nếu tôi có thể sống sót cho đến thời điểm này bằng cách thử sinh tồn một mình cho đến khi. Ôi ơi, chỉ vì một cái cốt truyện mà bị khủng hành như thế này. Lũ đạn con game. Rồi bầy sói nó ghét tao ra nói rồi. Da này làm sao chế biến cho nó ra cái da mỏng ta? Ủa, QE E của mình đâu da này? Rồi mất tiêu, hình như bị lỗi bớt phải không ta? Chứ sao mà tự nhiên mất hết mấy cái kill rồi được. Cái này cái đun, cái này cái hầm mỏ nè. Vẫn chưa có mấy cái mà gian. Và bích như nhựa nhớ lấy đâu ta? Để tôi rút gọn phát. Gian của nó, cái game này tên là cái gì ta? LOD gì đó, LOD bên tu ghe. Không, nó không có ghi gì cho nó. Tương tác với Lom mà tương tác với ta Nancy nè, không biết ở đâu luôn. Bây giờ mình đem cái gì về đây? Cái này đem về nè, cái này nữa nè. Kho đồ vui rồi. Vui, dắt dục cái này lại.
Đây nhà ai mà đẹp quá đây. Ủa, mấy cục than mình nãy nhiễm mà. Cái này quặng vi xia, mấy cái quặng xịn xịn thì cất nhà đi. Cái này không xây được trong nhà, cái này phải xây ở ngoài rồi. Bây giờ đi đâu lấy mấy cái đó trời? Đi qua cái cổng này thử, hoặc là đi lên trên cái mà cái mỏ này thử. Bên này nó có cái nồi lửa này nữa nè, một con boss nữa nè. Ừ, chắc đi lên cái mỏ này thử rồi. Mình đi đâm đường dưới lên đi, có gì ghé qua hai cái tam giác bên đây. Này gì đây? Giống bể đá cổ quá vậy. Lần sau. Đừng 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 có nhìn qua đây. Giờ đi đường dưới qua bên kia. Chịu e là làm sao ta?
Cái gì đây? Không tương tác gì được hết. Bên này nó có 5 thằng đó. 5 thằng một cái nhiều vườn Gargot. Đánh mấy thằng này chả được cái gì cả. Thấy ghê quá vậy ta. Hai con thì đánh lần từng con thôi. Thì có cái gì đây? Đó chắc là cửa ra hoặc là cửa đi đâu đó. Mà đi hết cái đôi này quay cái sau đó. Gặp boss thì mình chạy thôi. Con người xương nè, vũ con bên trái trước. Hay rồi, nó ngu quá không biết leo lên này. Lô 11 nha. Cái kiếm chưa gì sắp gãy nữa rồi. Chết rồi, trong này đào đâu ra gỗ. Thôi con được rồi. Ủa? Đau. Ấy da.
lúc nào cũng phải đánh dư một hit đó anh. Đến cái này cũng sắp hư nữa thiệt. Toàn bộ hiếp gỗ hết, gỗ nhỏ nữa chứ. Đông quá gì ta, chỉ là mấy cái mỏ thôi, chả có gì cả. Thôi không đánh đâu, tốn thời gian. Bây giờ chả biết kiếm mấy cái fabric này đâu luôn. Rồi lai lê thơ nữa nè, da của mấy cái con mà mỏng mỏng nhẹ nhẹ mà đi toàn gặp heo rừng nữa, chơi da dày không à nè. Koguna, gừng Koguna hả? Vẫn phải đánh nhau hả? Rồi, không chặt cây trong này được luôn. Là cái mỏ nó thông từ trên này xuống dưới này. Còn cái này là cái gì ta? Thôi quay về đi. Trời ơi. Tối quá, đang sợ quá. Cái cục đơn cái con boss thôi dẹp đi. Xương hả? Cái xương này nó mới nha. Bây giờ làm sao mà về đây? Gần. Gần for your life.
Nó đây có đứa à, chơi nó luôn. Mà đứa này hơi bự nha. Đừng cục nữa. Cái này là bên ulti nè. Phí 2 điểm này quá. Điểm này không biết xài đâu luôn á. Rồi đánh đây thịt thôi, da của mình nó vui luôn rồi. Cuối cùng vẫn chả biết lấy mấy cái này ở đâu luôn. Kêu tương tác chứ máy dọt chứ cái lông gì đó. Game này nó không hướng dẫn gì hết, nên bó tay. Đống đá với đống gỗ. Gỗ luôn rồi.
cây nó mọc lên đó nè. Lần quăng 1 tiếng rưỡi chả làm được cái quái gì trong game này luôn. Giờ đi đâu mà kiếm mấy giọt. Nhất là mấy cái gốc cây này mà để nó vướng đường được. Mày cũng chỉ trang trí thôi, chả làm gì được, không đi được đường này đúng rồi. À, mình gáp được mấy cái bàn ở dưới nè. Bây giờ bắt đầu đi gáp thôi. Đầu tiên là cái lò rèn là 40 cục đá không? 40 cục đá, ok. Máy dệt 16 đá nữa, 8 nữa. 40 với 16. 56. Đá của mình đâu hết ta? Sao đây chỉ có 8 cục được? Đá của mình đầu game đến giờ có làm cái gì đâu? Chục rồi, 56 thì cũng nhanh thôi.
Bãi này nữa là đúng. 8 cục nữa. Hình như nãy mình sửa cái hầm mỏ mới hết đá không vậy? Rồi đúng rồi. Về xây cái lò rèn với máy dệt. Này xây đâu đẹp ta, ngay cái khu trại mình luôn đi. Xây thêm cái này nữa, 16 đá nữa nè. Ủa cái này rồi, cũng kinh phót chưa. Từ cái da này đây, nó sẽ ra cái da này khi mình phơi khô lên. Ủa, da nâu với da đen hả? Đây, từ cái fiber này nó sẽ ra cái cục này đang hình sợi, và từ cái sợi nó sẽ ra cái này. Để tôi tính coi thời gian nó chạy bao lâu được cái. Ba chục giây nhiêu đây, 18 phút nữa lại. Lò rèn mình sẽ bỏ mấy cái quặng này vô, nó ra cái thổi này. Ok, cái quặng đồng này hả? Cái lò rèn mà không đặt ở ngoài được hết á. Indoor hết chứ nè, nó trong indoor rồi nên mình không thể can thiệp được đâu. Tám giây, 87 là 560 giây, là 10 phút nữa, là 10 phút nữa.
3 nhiều á là 18 cái kia, 16 cái kia, còn da da ở ngoài chắc chủ còn thiếu đá như gỗ. Nghĩa một cái thôi. Từng con thôi nha. Không. Điểm nữa thì mình lấy được cái ưu thi luôn.
láo tét. Này thì láo tét. Đứng anh em nào vô nhà đâu em dọn nha. Nó chết rồi, ăn thịt sống rồi. Quốc bên nè, lò gàng nè. Còn gì nữa không ta? Thiếu gỗ. Gỗ thì ngay trước cửa đây. Gì có hai hiếp bể rồi. Cái gương trong đó thì nó vẫn là cái gương bảo rồi. Đó vậy à. Ơi. Vô chờ tụi nó. Hey, hello. Thank you.
Cái cây đây mất tiêu rồi. Cái búa này cùi quá, mình chưa có năng khiêu của cái búa nên nó khá là phế. Bây giờ gắp cái ly thờ vọt bên đi ngủ tí đã. Trong lúc ngủ thì mình coi mình cần gắp những gì. Quốc bên đủ nào? Ly thờ quốc bên thì cũng đủ luôn nào. Cái này thì chưa, lò rèn thì chưa. Hai cái này vẫn chưa có, là cái đó là chắc là cetamin đó. Cái nồi nấu thì cũng đủ luôn nè. Máy nghiền thì chưa, chưa có cái bọt kia. Cái lò rèn thì vẫn chưa. Lò rèn thì tí nữa đủ thôi. Cái VCA này mình nhiều lắm. Khoảng là 8 cái nữa là mình đủ. Thiếu gỗ à, 30 gỗ nữa. Tức vô khiêu. Tí nữa mình vô mình dạo coi chùm nó ra sao cái.
Rất nhiều thứ luôn nha. À, cái gian ra được. Chỉ là mình phải kiếm cái này thôi, bị nhiều quá. Kiếm mấy cái mà fiber nè. Gán mà đi tranh thủ nha. Cái bàn này vướng quá. Cái bàn này đúng vướng luôn nè. Có cái nào thanh lý nó đi không ta? Này nó chỉ để trang trí thôi. Mình mở rộng cái nhà ra nữa mới được. Đây phải đưa đây. Ủa? Mấy cái này là cửa mà, lộn rồi gì? Phí vậy. Ủa không, di chuyển được mà. Không, thường thì không thể di chuyển được. Cái cột này cũng không thể di chuyển được luôn. Còn có một gỗ mà hết gỗ luôn rồi.
Cái bàn gà ngoài đấy làm gì? Nè nó nè. À, kéo và thả vô đó để nó sửa chữa. Chả được luôn. Này rồi. Cái này rồi, cái này rồi. Cái này chưa? Chết rồi, lai ly thơ của mình. À không, vẫn còn đây. Còn lại găng tay, áo nón, giày, găng tay đây, ba lô đây, quần đây, giày có rồi, áo. Mình thiếu một cái nhẫn, một cái ba lô. Cái ba lô này thêm ba lót nữa hả? Cái ba lô này thì cần 3 sợi dây thừng. 3 sợi dây thừng thì xài cái này. Rồi, vui xét. Ủa? Mười máu thì bỏ bàn vậy đâu, lấy ba cái ba lô không có nghĩa không? Méo được. Không, à, tính xây trên này mà nó không cho xây rồi. Hồi 50% máu, khiếp gì? Cái bình thuốc ống nghiệm, cái này yên ngựa để đi tam ngựa nào. Nhưng mà nãy giờ mình chưa gặp ngựa nào hết. Đáp tiếp thực, khổ ngữ,
Bằng cái gỗ vụn này cũng chưa làm được cái gì. Cái bàn này thực ra là nó giống lò rèn hơn là mấy cái kia. Một điểm. Ra được cái quặng đen à. Mấy cái này chắc đánh 40 gót rồi. Cái này cũng phải là đánh boss rồi. Nói chung cái bàn nó chả tác dụng gì cả. Bây giờ nấu ăn ngon hơn, có cá như có thịt. Thịt nướng gọi cho này. Vậy là vẫn chả nấu được cái món gì xịn sò cả. Bây giờ mình chế được cái cung nè, 13 đến 20 hả? Nhưng 20 chó cung thì xịn sò hơn nhưng mà bắn thì mất mũi tên. Cần câu, chế cần câu đúng rồi. 8 gỗ nhỏ, 8 gỗ lớn, 3 con chỉ. Câu cá thử cái nghĩ. Câu dưới này đi cho nó lành. Cái này là cái gì ta? Bó 5 mũi tên nó gì á. Còn chế cái bàn mi thi quốc nữa nè. Câu cá là gì đó hả?
trận lôi hống. Kìa, nãy giờ mới được con cá à. Cá rồi, nãy giờ câu lội mắt mới được con à. Bị đánh boss, đánh trong boss nha anh ấy. Kiếm tấm đá nữa, làm cái gương. Cá của mình rồi đây nè, ăn được cá rồi nó có hiệu ứng gì không? Rồi chế thêm một đống máu nữa đi. Cái này đâu ra ta, cái cối xì thuốc nè, và mình còn thiếu cái mithy workbench gì nữa. Đây đây đây, thiếu cái này, 24 đá, 8 cái đó, 3 dây thừng, 3 dây thừng là 6 cái này. Chạy 14 đá phải không?
đi đập 3 buổi nữa. Xây cái bay ở đây cũng đẹp quá chứ. Xung quanh cái gì cũng có hết, từ quái cho tới lính. Chẳng lẽ nên xây cái cửa sau nữa. À không, nó chỉ giống nhau thôi chứ không phải là các bạn đó, nhìn nhầm. Ngon hơn rất nhiều nha, độ bền nó cũng cao hơn đó. Đây nó nổ xịn luôn nè. Nỏ này 23 đến 33, cái nỏ của mình 13 20, chắc đổi nỏ luôn á. Đổi kiếm đổi nỏ luôn. Kiếm là ba cái cánh dơi. Nỏ không đủ rồi, chỉ chế được cái kiếm thôi. Nỏ xài nỏ cũ đi. Ngày 14 với 3 đủ không ta? Đủ đủ đủ. Quên cái vụ bên đây, có khi nó gấp xong hết rồi. Ủa mấy cuộn len của mình đâu cho anh ta? Mấy cuộn chỉ của mình mất sạch thế này, hay là để ngoài đây đâu? Rồi đây đây đây. Bây giờ chế được cái áo nữa. Cái áo nữa chỉ cần một cái mảnh giáp này thôi. Đây. Ok.
Chúng ta có đồ ăn rồi. Cầm mấy cái cây này theo, tí nữa có thể cần. Cái lá hồi máu một cái, ok. Thịt. Rồi giờ đi ngủ. Gấp một tí medkit nữa là đi đánh boss được luôn. Rồi, anh em. Chúng ta chuẩn bị đánh boss. Con cá này chả có tác dụng gì cả. Chỉ có 20 độ non thôi. Tí nữa cho nó lên máu rồi buổi sáng luôn đi. Rồi, vậy. Gỗ này có gỗ này thiếu đá. Khu bên đây giỡn cái gì vậy anh ta? Ấy nó sắn mình cái mất khúc máu. Trăm ba chục máu. Sống gà. Nhiễm là sao? Thank you.
Trời ơi, cục đá. Đá gỗ, tay bơ. Ba cái đống rác gì thế này? Rồi, chúng ta vô đun thôi. Rồi, bị kẹt luôn chỗ này rồi. Còn góc nào thiết kế game gì trời. Xong cá. Vãi đái. Thế tin được thiết kế chỗ đó mà cho nó bị kẹt được. Vớ va vớ vẩn. Vì bây giờ đi đó không biết có lấy đồ được không nữa đâu. Rồi mất nửa cây máu nữa nhá. Chưa gì đầy ba lô rồi. Năm cục đá, 25 miếng gỗ. Này xài được nè.
Cái hộp nó. Làm gì có đường ở đâu? Bền đi học. Không lấy thịt nó được luôn. Được mỗi cái cánh dơi. Mấy cái này thì chả có rồi. Đi ngủ. Bây giờ dục bớt cái gì ra đây? Có dục thì dục một cái hạt giống này.
Rồi hồi nãy mấy cái mũi tên của mình mất tiêu hết rồi. Chém nhanh quá không có đỡ được. Cái gì? Bị nó đánh cái nữa, nó đánh tốc độ quá là nhanh luôn á. Trời ơi, thì con game này cái yếu tố combat nó delay dữ trời luôn.
À, thằng đó đó cho mặc đồ ghê cái gì. Trời ơi, nhìn nó bắn cung. Yeah. Kamiga kìa. Rồi con này nó chỉ bự thôi chứ nếu xìu à. Có cái gương, trong này chỉ có mỗi cái gương thôi, tốn thời gian phết á. Rồi lại một cái nốt thôi. Còn hai cục với hai cái bát ghế nào. Nhưng giật trong này cũng nhận nó đi chậm dữ dằn. Rồi Kamiga bắt đầu cái vấn đề nữa nè. Đó đó đó. Đi hết một vòng rồi quay lên tới đây mới gặp boss. Bên đây là cái gì mà đông dữ vậy nè. Trời ơi, nó delay gì. Con này yếu tố combat mà làm mượt mà nó thì ngon á. Tám chục tám bây giờ bắt đầu dư ra rồi nè.
Còn boss đâu? Đó, mình đánh nó trước, nó tuôn rồi mà nó vẫn chém mình được cái lúc nào cũng vậy. Rồi rồi. Này là cái quái gì đây? Ấy da. Chỉnh chết đi chứ. Tôn gì nó đứng ra luôn. Né bằng niềm luôn á. Rồi gọi chủ ra nữa. Má bố đời thiệt chứ. Nếu còn tí máu là nó. Yếu tố combat nó quá delay luôn. Rồi, nghỉ được rồi. Tìm tới đây thôi. Ok, bye bye anh em. Nào gặp bạn chính thức vậy. Chơi game mà bộ kill nó như thế này, đánh combat thì sinh tồn thì ổn rồi đó. Nhưng mà vô combat thì nó quá tệ đi. Nó delay khủng khiếp luôn. Cảm giác anh em mà chơi Liên Minh mà phin 500 á. Thậm chí anh em rút vũ khí ra cũng phải đứng yên thực hiện cái animation nó gần 0.3 giây. Xong rồi cắt kill rồi nó cũng vậy luôn. Mà khi con quái nó bị tuôn rồi á, cái kill con quái nó vẫn xài ra được nữa. Nói chung là game này tạm ổn. Cải thiện cái phần combat lên nó là được. Combat mà làm như con chibea vậy đó là ngon rồi đó.